mình. Vì vậy, có một chiếc túi tên là Kukumuro, có nghĩa là chúc phúc, với giá trị lớn hơn rất nhiều nha bạn, và chứa nhiều điều thú vị bất ngờ là món quà rất là được trông đợi trong dịp năm mới. Và Mitsubishi Moto là một nhãn hàng đến từ Nhật Bản, do đó chúng tôi muốn đem cái truyền thống này đến cho tất cả mọi người. Do đó, chúng tôi mong muốn chia sẻ niềm vui và may mắn đến cho những khách hàng đã mua xe, đặc biệt là trong dịp tháng 2 và tháng 3 vừa rồi. Nên ngày hôm nay, đặc biệt tổ chức chương trình ưu đãi Fukuro, bên cạnh những ưu đãi khuyến mại chúng tôi đã gửi đến quý vị khi mà chúng ta mua xe, thì ngày hôm nay 100% tất cả những khách hàng đã mua xe trong tháng 2 và tháng 3 chúng ta có mặt ngày hôm nay thì đều được tham dự bốc thăm trúng thưởng những phần quà không những đã có giá trị hiện kim mà còn có giá trị là những may mắn và tài lộc trong năm mới, và chúc cho tất cả những khách hàng của nhà phân phối Phương Nguyên cũng như là Mitsubishi Moto Việt Nam, chúng ta sẽ có một năm mới thuận buồm xuôi gió, tấn tài đánh lộc vạn sự hanh thông. Và trước khi bắt đầu buổi lễ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu khách mời ngày hôm nay, có bà Nguyễn Thị Ngân Hà là giám đốc kinh doanh của nhà phân phối Phương Nguyên. Quân, em mượn cái cây của anh nha. Quý vị thân mến, và như tôi đã tiết lộ thì giá trị của chiếc túi ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 mức giá trị với những con số rất là may mắn và ý lên bàn Quân á, lấy cái cây bạn 6 triệu, 8 triệu và 20 triệu. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị, và ngay sau đây sẽ là những giây phút mà chúng ta chứng kiến những khách hàng sẽ lên trên này và chính tay mình lựa chọn những con số may mắn cho mình. Và tôi tin là khi mà chúng ta chọn về cho mình một chiếc túi may mắn, cho dù chiếc túi đó về giá trị như thế nào, chúng ta cũng rất là hài lòng vì đó chính là cái vận may mà mình nắm được trong bàn tay. Và trước hết thì thay mặt cho nhà phân phối Phương Nguyên thì xin được chân thành cảm ơn những khách hàng đã lựa chọn mua xe trong tháng 2 và tháng 3. Tính đến thời điểm 31 tháng 3 thì đã có tổng cộng là 74 khách hàng đã hoàn thành mua xe Mitsubishi và nhà phân phối Phương Nguyên. Vì vậy thì ngày hôm nay tổng số lượng túi may mắn sẽ là bao nhiêu ạ? Sẽ là 74 và 100% đúng không ạ? Và số lượng có từng giá trị sẽ là 3 phiếu 20 triệu, 14 phiếu 8 triệu và 57 phiếu là 6 triệu. Có tay được không ạ? Không cảm nhận. Chúc mừng chị ta ngày hôm nay tất cả đều mời về cho mình những món quà giá trị. Và bây giờ thì tất cả mình đã xin mời một khách hàng bất kỳ thì lên đây giúp em là sẽ kiểm xem là có đủ cái số lượng như là chúng tôi đã công bố hay không ạ? Được. Dạ, lắm. Em mời một khách hàng bất kỳ được không ạ? Cao lên chút đấy. Dạ, mời một anh chị nào xung quanh cũng được ạ. Tôi tên là anh Trí. Dạ anh Trí, đã mua mẫu xe nào ở Mitsubishi ạ? Espadero tháng mấy ạ? Tháng 3 rồi. Tháng 3 vừa rồi. Rồi hôm nay là anh có đặc biệt mong muốn của cái con số nào mình sẽ bắt đúng không? Tất nhiên rồi. Là con số nào anh? Ít nhất là cái trị giá nhỏ nhất. Dạ tại vì lúc trước là có tất cả một số con người đồng không ạ? Con số hơn này ạ. Cái hoạt động này nó cũng hơi tốn thời gian, nhưng mà nó chứng tỏ là
mọi thứ được kiểm tra một cách minh bạch và đúng về phía khách hàng, cho nên là nhà phân phối công ty mới là nhờ những khách hàng ngẫu nhiên có thể là tham gia vào quá trình kiểm kê. Rồi 20 vậy là cũng có tổng cộng là 57 phiếu 6 triệu. Và sau khi kiểm đếm các phiếu này thì các bạn PG sẽ bỏ những phiếu này vào trong những chiếc túi may mắn ở trên bàn, sau đó là niêm phong lại và em sẽ nhờ thêm một hoặc hai khách hàng mình sẽ cho mình trao túi bánh ngẫu nhiên để may mắn có thể dành để cho cả mọi người ạ. Nhiều quá thế vẫn hết anh tí ha. Dạ, dạ đủ. Dạ cảm ơn anh tí rất là nhiều ạ. Vậy là tất cả các phiếu chúng ta đều đã đủ. Dạ cảm ơn anh tí. Rồi bây giờ sẽ là phần do phiếu vào túi của chúng ta thì nó cũng hơi mất thời gian một chút xíu, cho nên là quý vị là nên đồng chờ đợi trong giây lát ạ. Dạ em nhờ rồi các tổ chức hỗ trợ giùm em nha. Thì sau khi bỏ vào túi thì những cái túi này sẽ được niêm phong lại và các túi nó đều giống nhau hết trơn, nói chung là nó đều may mắn như nhau hết. Chắc là trong lúc mà chị đến thì em cũng vinh phẩm như một vài khách hàng đi ạ, rất mất tình chờ đợi ạ. Chắc em mời chị đi nãy giờ là vài những nhân mời chị đi vài các ông các chú. Thì em hỏi là chị tên gì ạ? Chị tên Hà. Hà, mình mua gì ở quê chị? Mua sao rồi? Sao bạn chờ luôn? Tháng nào chị ha? Các bạn, số mọi người mua chúng ta. Rồi, hôm nay thì chị có một cái con số không may mắn phong thủy nào mình thích không? À, gọi là số nào cũng được đúng không ạ? Dạ, thì ngày hôm nay là em cũng rất là vui được chào đón tất cả mọi người, bởi vì chúng ta để có quà. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hà rất là nhiều và mời chị Hà cùng với mọi người chúng ta vui lòng chờ đợi trong giây lát nha. Và ngày hôm nay thì Phương Quy cũng có chương trình giới thiệu và tái thử dòng xe Mitsubishi Expander Cross 2023, và nên là nếu mà quý anh chị chúng ta quan tâm thì có thể đến tham gia tái thử ở bên ngoài. Xin cảm ơn rất nhiều. Quá trình cho quý mọi người rất là khẩn trương luôn. Hả? Còn mùi. Anh Nhân tới rồi. Mùi đó. Anh Mùi đang chạy qua. Thank you.
Dạ, em mời anh Quý tới được không? Dạ, em mời anh Quý tới, anh tên dạ, rồi em mời anh sân khấu. Rồi, em mời em mời chị Hà đầu tiên. Dạ, em mời chị Hà giúp em nha. Rồi, xin mời các bạn mình để túi ở trên bàn và túi lên trùng ha. Rồi, dạ, em mời hai anh chị mình sẽ tráo những chiếc túi dùm em. Dạ, có thể cho mọi người biết tên gì không ạ? Chung, dạ mình mời một số gì em ha. Spender. Yeah.
Dạ. Anh thấy cậu trai mình giao lưu dễ không? Dạ rồi, em cảm ơn anh. Anh xin lỗi không có chuyện luôn, để chắc chắn là nhận được 20 triệu rồi thì cảm xúc của anh thế nào? Chúc mừng. Chúc cho tất cả các khách hàng sau. Rồi em xin mời những khách hàng tiếp theo. Nguyễn Hiền Lương, Dương Vĩ Quang, vui thôi được vui quá. Kề hết. Phan Thanh Tiến và Nguyễn Thị Thanh Kiều. Đầu phiếu hai trong mình đầu của ta. Dạ, các chị mình đã vui lòng. Chúc mừng anh 6 triệu đồng, chúc mừng anh may mắn 8 triệu. Chúc mừng anh với chiếc máy bao trị giá 6 triệu.
và mới có 4 anh chị lên sân khấu, là 5 anh chị, 4 người ạ. Cho em điểm nhau nha. Đúng là 168 rồi. Dạ, rồi em xin mời công ty 168 ạ. À, công ty này có cái tên là có hai giải luôn, có 6 giải luôn, được bao nhiêu nha. Rồi em xin mời chị Hà. Dạ, em mời anh Kháng ạ. À, mấy người này không có chậm hả? Em mời em Trang, đại diện 400 phút. Và em mời chị Diệp. Nè, ở ngoài bèn không ai bắt hết trơn, là bắt chồng. Dạ chị Hà, xin chúc mừng chị với 6 triệu ạ. À, hello. Xin chúc mừng con số lộc 6 triệu. Dạ xin chúc mừng anh với 6 triệu, chúc mừng chị 8 triệu và xin chúc mừng anh với 8 triệu. Tài thương quá luôn đó. Em nắm tay. Dạ em ơi, xin được chúc mừng những khách hàng may mắn của chúng ta. Dạ, tiếp tục em xin được kính mời sân khấu công ty cổ phần Trần Nguyên, khách hàng Vũ Thị Phương, khách hàng Nguyễn Thị Thúy Ngân, khách hàng Đinh Phương Nguyên và khách hàng Hùng Diệp Bảo Yên. Dạ, hiện tại có đúng rồi ạ. À, mời các chị. Em xin mời mới buông ạ. Dạ em xin mời Đồng Quyên, công ty Đồng Quyên. Dạ không có đây ạ. À, dạ xin mời em xuống thăm gì nha. Dạ em xin mời chị Hương. Em xin mời chị Ngân. Ủa anh Ngân ạ? Ủa Nguyễn Thị Duy Ngân. Dạ đại diện cho chị Ngân đúng không ạ? Rồi em xin mời Đồng Quyên và cùng diễn tạo chi. Dạ em xin mời anh ra bốc thăm cho chị Diệu Nhi và những thân chi thì em nha. Các anh vui được 20 nha. Đánh trà bòi 20. Chúc mừng Đồng Quyên với 6 triệu. Chúc mừng anh 6 triệu. Xin chúc mừng anh 6 triệu. 6 triệu 3 6 triệu. Đó tờ mà đó tờ. Ông mày không phải bóc hết rồi, bóc chồng. Dạ, một vàng này đọc hết nha. Dạ, à, dạ mình bóc thăm dùm cho Bảo Chi ạ. Cảm ơn anh. Tiếp theo xin được mời khách hàng Võ Hoàng Anh Khoa, khách hàng Huỳnh Văn Dục, khách hàng Hồ Duyên Phi Vũ, khách hàng Nguyễn Thanh Tị và khách hàng Nguyễn Kim Tuyết Sinh. Dạ, em xin mời anh Khoa. Xin mời anh Dược. Dạ, xin mời khách hàng Hồ Duy Phi Vũ. Xin mời anh Nghị. Và xin mời chị Sinh. Chúc mừng anh với 6 triệu. Chúc mừng anh với 6 triệu. Chúc mừng anh với
gì thẻ 6 triệu. Dạ em xin mời anh Dũng ạ. Em xin mời anh Dân. Xin mời anh Tâm. Xin mời anh Đức. Và xin mời anh Hải ạ. Dữ vậy. Chị Trang, chị Lê nha. Rồi em xin mời chị Lan ạ.
của chị. Cảm ơn chị và chúc mừng các chị sẽ khám phá cuộc đời của mình 6 triệu ạ. 3 triệu. Rồi sao em đẹp phúc lắm của chị. Có gì em đúng đi. Rồi em đến hỏi chị trước. Dạ, bao nhiêu ạ? 6 triệu. Và anh có nhiêu không ạ? Cũng như là những cái
ty, mong là chúng tôi sẽ tiếp tục có thể phục vụ những khách hàng như là nhận được sự ủng hộ nhiều hơn để những lễ đúc thăm lần sau 16 triệu có nhiều giải hơn và giải thưởng có giá trị hơn. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Món quà này về cái địa điểm kia thì các bạn thấy là khác nhau, tuy nhiên về giá trị sự may mắn thì nó đều là sự may mắn đầu năm, và cũng như là đã nói đến chương trình chúc cho tất cả chúng ta một năm 2023 sẽ có nhiều may mắn thuận lợi trong công việc, bởi vì là chúng ta đã có những một năm mà được Covid-19 ảnh hưởng cuộc sống của kinh tế rất là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sắm cho mình chiếc xe Mitsubishi, thì mong là chiếc xe này sẽ đem đến chúng ta thật là nhiều may mắn và thuận lợi. Không biết nói gì hơn thì một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách hàng đã ủng hộ chúng tôi, và mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục là có thể thưởng thức tiệc break hoặc là trải nghiệm dòng xe Expanded Cross 2023 với những tính năng rất là tuyệt vời, và hy vọng sẽ được tiếp tục tiếp đón những khách hàng sẽ quay trở lại Mitsubishi vinh quang và một ngày tham gia với những chương trình vô cùng hấp dẫn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn tạm biệt và hẹn gặp lại. Có 14 khách hàng trúng giải 8 triệu, xin mời các chị